Với lại dạo này em cũng bắt đầu thấy mình hơi hổ báo cáo chồn á chị. Hồi xưa thì ai ăn hiếp em á thì em im im, hoặc là nhiều khi về nhà khóc mình. Còn bây giờ ăn hiếp em là em xịt ngang luôn. Em xịt ngang cho người ta khóc chung với em về em đỡ phải khóc mình đúng không? Nếu là cái nào mình sai á thì mình im lặng, nhưng mà mình không sai và nếu mà họ ngang hàng với mình thì họ không được quyền ăn hiếp mình. À, sếp em lâu lâu em cũng đòi chấn nước không quà. Em họ tên đầy đủ là Nguyễn Văn Vũ ạ. Em sinh năm 1990 và em đến từ quê hương Bắc Giang ạ. Hiện tại thì em đang kinh doanh du lịch về dịch vụ cho thuê xe máy tại Phú Quốc ạ. Rồi mới từ Phú Quốc bay vào đó hả? Vâng ạ. Rồi còn bạn gái em? Em tên là Nguyễn Thị Hà Phương, em sinh năm 1994 ạ. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Em làm cái gì? À, hiện nay em đang làm sales admin cho một công ty phân phối về hàng tiêu dùng ạ. Bây giờ từ thơ lên luôn á hả? Dạ mới lên hồi khuya. Thấy thương không? Hai bạn đều ở xa hết á. Mình nói về điểm mạnh với điểm yếu của mình đi. Nhà gái nói trước đi cưng. Về điểm mạnh của em á, em nghĩ là em là người biết điều, hiểu chuyện. Công việc nhà, nội trợ, nấu ăn đều có thể làm được. Công việc xã hội, đi làm công ty hay là gặp gỡ mọi người đều có thể làm cho bạn nam nở mặt. Trời, ngon lành. Dạ. Khuyết điểm của em thì có thể là suy nghĩ nhiều quá vào một vấn đề nào đó, đôi khi hơi nóng tính. Với lại dạo này em cũng bắt đầu thấy mình hơi hổ báo cáo chồn á chị. Hồi xưa thì ai ăn hiếp em á thì em im im, hoặc là nhiều khi về nhà khóc mình. Còn bây giờ ăn hiếp em là em xịt ngang luôn. Em xịt ngang cho người ta khóc chung với em về em đỡ phải khóc mình đúng không? Nếu là cái nào mình sai á thì mình im lặng, nhưng mà mình không sai và nếu mà họ ngang hàng với mình thì họ không được quyền ăn hiếp mình. À, sếp em lâu lâu em cũng đòi chấn nước không quà. Trời đất. Trời ơi. Nói chung là cũng cá tính đó. Rồi còn bên kia. Thế mạnh của Vũ là gì Vũ? Thế mạnh của em là em linh hoạt trong công việc ạ. Bây giờ là bạn đang kinh doanh xe hả? Vâng ạ, em đang kinh doanh xe máy ạ. Bao nhiêu chiếc xe máy? Hiện tại thì một mình em là có 30 đầu xe ạ. Cứ ai thuê xe cho thuê đúng không? Vâng, em cho thuê cho cả khách du lịch và những khách ở trong khách sạn họ gọi. Rồi bữa nào anh chị Ngọc Lan Phú Quốc cho anh mượn được không? Vâng, ok anh ạ. Mà lý do gì mà mình về Phú Quốc mình lập nghiệp như cưng? Không có thể em ra ngoài này em đi du lịch và cũng có cậu và anh trai em đang kinh doanh ở ngoài Phú Quốc ạ. Còn nhà nhà gái đường tình duyên sao nè? Trước đây thì em có hai mối tình, một là thời đi học thì bỏ qua đi. Bạn mà em gọi là một mối tình của em đó là cách đây 4 năm đã chia tay rồi. Sao chia tay, quen nhau lâu không? Dạ quen nhau cũng được 2 năm rưỡi và chia tay hồi cách đây 4 năm. Thì bạn đó tính quá trẻ con đi. Chị cứ nghĩ đi, phụ nữ mà mình cần người ta bảo vệ. Mà em quen bạn đó có cảm giác như là em bảo vệ bạn đó thôi. Bạn đó được bảo bọc kỹ quá từ gia đình nên không có thể xử lý những cái tình huống xã hội rất là kém. Vâng, tình duyên sao? em cũng có hai mối tình ạ. Một mối tình vào năm 2014 thì bọn em có quen nhau được 2 tháng. Không hiểu lý do gì bạn ấy cũng có người mới và nên là chúng em cũng thôi không nói chuyện ạ. Mối tình thứ hai của em thì năm 2016 ạ. Thì do bạn ấy còn đi học ạ. Chúng em cũng hứa hẹn sẽ chờ nhau. Nhưng mà sau đó thì bạn nữ đi xem bói và có nói là tuổi của em và bạn đấy không hợp nhau. Nên là em cũng líu kéo nhưng mà không được thì thành ra đến lúc chúng em Trời xin ơi, thiệt ông chia thầy bói tay. này, người ta đang yêu nhau coi sao mà bỏ nhau luôn vậy trời. Tại ông thầy bói. Rồi bây giờ hình mẫu lý tưởng của em muốn tìm một người vợ tương lai làm sao? Hình mẫu của em thì giống như chị Mỹ Tâm ạ. Giỏi. Chị rất năng động. Năng động. Anh thấy cô bên kia còn năng động hơn Mỹ Tâm luôn đó. Cô còn trấn nước người ta luôn đó. Lạ lạ em giấu á. Để tôi qua tôi coi coi gì đó. Chào chị ạ. Chào em. Giống chị Mỹ Tâm là về sự năng động nè. Vâng ạ, xinh Có đẹp. Năng muốn động xinh đẹp xinh giống đẹp. chị Mỹ Tâm luôn hả? Không, có nghĩa là sở thích của em là như vậy thôi. Còn sau Tới đó đâu bạn hay tới gái đó đúng thì không? đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Nhưng mà bạn gái biết chia sẻ và biết tôn trọng mọi người là ok ạ. Bên kia người ta là lanh lắm đó. Tôi nghe mà đó, trấn nước người khác là thấy mệt rồi đó. Đó, về mà đòi đòi giống Mỹ Tâm đi. Em mà đẹp giống giỏi giống chị Mỹ Tâm em cũng nổi tiếng rồi. Đúng rồi, đâu có đi lên đây đâu. Đúng rồi. Trời, người ta mỗi người có một nét đẹp Khác, riêng. khác với chú Hiền Linh, không có giống chú Mỹ Tâm. Không ai giống được hết chứ. Cô này á, là mình nghe bên kia là mình đã thích cái cá tính của ấy rồi. Một con người rất là mạnh mẽ. Rồi bây giờ nè, em thích một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em thích một người
cách sự tinh tế trong cử chỉ và cái để ý mọi việc xung quanh á, biết quan sát, có khả năng giao tiếp tốt và biết cư xử trong mọi tình huống á. Rồi. Khi mà nói chuyện thì làm em nể thì em sẽ im lặng. Và khi mà em còn ngồi cãi á, tức là em đang không chấp nhận cái đáp án mà nó trả lời với em rồi đó. Người đàn ông không biết làm sao cho người phụ nữ nể luôn á. Ở cái tâm. Ở cái tâm. Có thích chiều cao, cao mập lùng như thế nào không? Em thích trên một, em mong là bạn nó sẽ trên 1m7, có bụng bia một tí. Thích bụng bia hả? Trời ơi. Bụng bia lắm hả Lan? Bụng biển nhỏ hơn bụng tôi nữa. Về uống bia nhiều vô, có hay uống bia không? Em bia rượu thì em không uống được mấy. Về uống bia nhiều vô cho bụng tự lên thành căng bia. Căng chú Huyền Linh. Nằm ghế miền Tây vậy căng. Rễ miền Tây uống đế không đúng phải không? Phải nhậu nha. Nhà em thì uống bia thôi, nhưng mà từ cái cửa nhà em vô tới cái cửa phòng em nó cũng phải nửa thùng á. Trời ơi. Vũ uống nhiều không Vũ? Em chắc chỉ uống được, chưa được 2 lon bia được. Rồi xong, chắc không tới cửa phòng rồi. Mình phải xác định nha, mình quen con gái miền Tây là căng cái vụ đó lắm á. Vâng, em cũng nghe qua là các bạn nữ ở miền Tây thì uống bia nhậu tốt ạ. Không phải đâu, đâu phải tùy người. Chứ nhiều cô gái miền Tây cũng đâu biết uống bia không đâu. Không phải là con gái mà kiểu gia đình bên gái á. À, gia đình á. Gia đình á, người ta hiếu khách và người ta vô là phải uống đón bằng rượu. Còn cái điều gì không thích ở bạn gái thì nói luôn. Em không thích ở bạn gái là hay ghen lung tung á. Có hay ghen lung tung không? Dạ, cái này thì tuyệt đối không. Cái điều em nói đầu tiên đó là em rất là biết điều. Ở bên đây ta biết điều lắm. Em không có nghe lung tung đâu. Nhưng mà đóng cửa lại chuyện gì xảy ra thì em không bảo đảm. Chấn nước rồi. Bụng không có lo, trời ơi, bụng dễ lắm sao? Về ăn một vài tháng là bụng bự à. Về em nuôi là bao mập nha. Em bao mập bao luôn quán không? Cơm nữa nha. Rồi, hai người tự gặp nhau xong rồi mình đưa ra chính kiến của mình nha. Mở rào. Bắt đầu đi Vũ. Hôm nay đến chương trình thì anh cũng có một chút quà nhỏ để gửi tới em. Dạ em cảm ơn, em cũng gửi. Mở ra Vũ, mở ra Vũ. Với em thì em thấy cà vạt là cái món xuất hiện nhiều nhất trong những sự kiện quan trọng của người đàn ông. Nên em mong món quà này nó sẽ xuất hiện một sự kiện nào đó quan trọng của anh nè. Hợp nào với quần hợp luôn. Hợp cái quần luôn. Định mệnh. Định mệnh đúng luôn. Nhờ em mở cái quà ra coi là em gì. Em mở đi. Nha. Không sợ dây chuyền á. Đeo luôn. Để mình đeo cho bạn gái. Có mọi người thấy không? Gọi là số phận duyên nợ rồi. Chắc là ai khiến. Đeo đi về sau đeo về bán cơm, phụ bán cơm luôn á. Trời, nó hợp với bộ đồ luôn chứ. Dễ thương lắm á. Rồi, quay phía trước coi. Anh đã vào Phú Quốc lâu chưa? Anh vào Phú Quốc kinh doanh được hơn 2 năm rồi. Anh có dự định là cùng gia đình vào đây không ạ? Hiện tại thì đang có anh trai và chị dâu đang kinh doanh cùng anh ở trong này. Rồi hỏi em hỏi nữa nha. Em cứ hỏi đi. Anh có ước mơ hoặc là một cái dự định nào mà anh chưa thực hiện được không ạ? Dự định của anh thì anh muốn kinh doanh mở rộng thêm một số cái nữa ở Phú Quốc. Khi nào mà sau chương trình này nếu mình có duyên thì mình sẽ ra Phú Quốc chơi một chuyến. Dạ. Em đang hơi sợ là anh Hiền quá có bị em ăn hiếp hay không. Em không muốn ăn hiếp người khác, em chỉ muốn là ai đó bảo vệ em thôi nên. Đúng rồi, có nghĩa là mình tôn trọng nhau. Anh là tại vì anh thiệt hay là tại vì anh đang run vậy? Anh thực sự anh rất hiền. Người ta hiền thôi nhưng mà là cái chuyện bảo vệ bạn gái nó lại là một cái chuyện khác. Trời ơi, nhỏ nhỏ con chứ khỏe lắm á. Vợ bán cơm, chồng cho thuê xe. Ôm hết luôn, bán thủy hải sản, mở cái quán luôn ngon. Đúng không? Cô này cũng lanh lợi, cô bán được lắm á. Em nhìn thấy bạn ấy rất chia lành. Lanh đó, cô bán là được đó. Anh nói là anh thích người lanh nhưng mà sao em gặp anh gặp em mà em cứ cảm giác nó cứ sao sao quá chị. Em đang không biết là bạn đó có đang hài lòng về mình hay không, nhưng mà em cảm giác như là bạn đó hơi
ngần ngại. Em có sợ gì người này không hay thích người này không, cứ nói hết. Thích không? Không nhìn cái là thấy đi. Thích chưa? Em thì em thì thích bạn nữ ạ. Em thì thích bạn nữ ạ. Em cũng không biết nữa sao mà em thấy nó cứ sai sai. Người ta nói thích rõ ràng luôn á. Người ta thật thà thôi. Thật thà chứ không thật có nhút ra. Nhát đâu. Nhiều khi thì bạn đó ít hỏi em quá nên em có cảm giác như là bạn đó không có tò mò gì em ấy chị. Tò mò liền em, tò mò liền, hỏi liền. Mà em cũng muốn về Phú Quốc cùng anh cơ mà. Nếu anh cướp em về thì em về thôi, đâu có gì đâu. Trời ơi, ấm lòng ghê. The Great Wave Toshiba. Chúng tôi sẽ đếm tới 3. Thật ra thì nãy giờ các bạn đã cảm nhận hết rồi, rất là lâu rồi. Có một cái điểm rất là đặc biệt ở hai bạn này. Đó là dường như hai bạn có một cái thần giao cách cảm gì đó. Hai cái món quà của hai bạn tặng cho nhau nó rất là hợp với hai bạn, hợp tình, hợp lý luôn. Cho nên là hai bạn phải nhớ tới cái chi tiết đó để mà chúng ta có nên quyết định bấm hay là không. Rồi, thích thì bấm ngay tức khắc không chờ đợi. Nào, 1 2 3 Hết thời gian. Bạn nữ không bấm. Đó là quyền quyết định của các bạn. Lý do vì sao không bấm à? Vẫn là sự lo lắng ạ. Buông xuất tất cả mọi việc, kể cả anh nói em về Bắc làm dâu em cũng không ngại. Có em không có gì đáng sợ cả. Nhưng mà em cần sự thật sự là an tâm. Tức là em cần mỗi người mạnh mẽ hơn mình chút xíu. Đó là quyền quyết định của em, chúng tôi trân trọng những quyền quyết định của riêng mỗi người. Nhưng mà coi như bữa nay mình không có phận nhau đi ha. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Vậy thôi đó hả? Rồi cái ông kia người ta đang, ông Mai kỳ cục, ta đang tới cái đoạn quan trọng rồi, ông đi đâu vậy? Đi đâu vậy anh Linh? À, nước mắt thì anh nguyên giọng thì gì vậy? Đi đâu vậy? Bánh khác. Ủa bánh em có vấn đề hả cưng? Rồi, giới thiệu về mình đi bạn trai. Chào, kính chào khán giả, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Võ Tuấn Sơn, năm nay em 32 tuổi. Quê quán của em là ở Bình Định, em đang công tác tại Sài Gòn. Em đang là quản lý cho một công ty vận tải hành khách. À, rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào tất cả quý vị khán giả. Và chào bạn nam bên đó. Em tên là Đinh Thị Hòa, em năm nay 28 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của em là em làm bên tóc nữ ạ. Mình làm cho người ta hả em? Dạ, em làm cho chị của em. Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? Em tên Hòa nên điểm mạnh của em là hòa nhập, hòa đồng nhưng mà không có hòa tan. Em nấu ăn dở. Nấu ăn dở? Dạ. Ủa cái đó điểm mạnh hả? Dạ, tại nhà em thì ai cũng biết nấu ăn hết trơn á. Không riêng mình em lại nấu dở nên cái gì nhà cũng đẩy cho em làm hết trơn á. Bắt buộc em phải làm nhưng mà nấu hoài thì cũng dở là dở. Nhược điểm của em là em hay nhũng nhẽo, hay dễ khóc nhè. Bạn trai, điểm mạnh là gì? Điểm mạnh của em là thể thao ạ. Em có những cái gọi là tật xấu gì mà mình có thể nói ra cho bạn gái bên kia biết? Em tật xấu nhiều. Thí dụ? Hút thuốc nè, uống bia được, thẳng tính một xíu. Vậy được không em? Dạ, tại em không thích con trai hút thuốc. Hút thuốc có thể bỏ bớt hay bỏ dần rồi bỏ luôn được không em trai? Chắc em bỏ lần lần vậy ơi. Rồi, nhiều khi hồi nó gặp bạn gái có động lực bỏ luôn á. Rồi, tình trường của hai bạn thì sao? Hồi đó em trải qua được 3 mối tình à. Mối tình sâu đậm là nhất là mối tình gần đây nhất của em là quen anh đó được khoảng 2 năm. Trước khi nghề làm tóc thì em làm có làm bên xây dựng. À thì vậy hả? Em học cái chuyên ngành nào? Hồi đó em học bên kế toán. Sao tự nhiên chuyển qua làm tóc? Tại lúc đó đi làm thì giống như con trai vậy á, giống như mấy ông giám sát vậy á. Xong rồi với lại đi công tác nhiều quá, xong mẹ thấy cực quá, khổ quá, xong rồi mẹ mới kêu về làm tóc với chị để sau này cũng có chồng. Rồi vậy thì tại sao chia tay bạn trai cái mặt mối tình sâu đậm? Hồi đó thì cũng quen anh đó thì tại anh đi công tác rồi nhiều quá, tác động của yếu tố môi trường rồi tùm lum, lòng anh cũng thay đổi và cuối cùng tụi em không gắn bó được nên tụi em dừng lại. Rồi bạn trai bên kia tình trường sao em? Dạ em cũng quen được 3 mối tình. Nói chung là mối tình đầu, tình thứ hai là người ta là bạn em là có gia đình rồi. Còn mối tình thứ ba là bạn sắp
với gia đình. Em mát tay quá. Chắc em mát tay, mát tay. Nhưng qua ba mối tình đó em rút ra một bài học kinh nghiệm là tại sao lại đổ vỡ những mối tình như thế? Thứ nhất là mình không gần nhau anh. Đi như bên kia sao mặt cách lòng. Dạ. Cái sự quan tâm của mình á thiếu quan tâm, thiếu chăm sóc. Quan tâm, đúng rồi. Không tâm lý với bạn gái. Phải rút kinh nghiệm nha. Bạn gái mong muốn tìm kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào? Mong muốn kiếm bạn trai là già hơn em một chút, hơn em 2-3 tuổi gì đó trở lên. Anh bên kia là hợp lý rồi, 32 được rồi, được rồi ha. Dạ, tướng thì nhìn hơi tròn tròn chút. Cao khoảng 1m65 trở lên ạ. Tròn không? Alo em. Dạ chào chị. Mạnh khỏe, có thể dân thể thao mà. Em không thích con trai hói. Em không hói chị ơi. Em không thích con trai mắc hí vậy. Không, không có mắc hí. Dạ. Nói gì nữa? Biết quan tâm, lo lắng, với lại đặc biệt là phải yêu gia đình của em. Em đạt được bao nhiêu phần trăm tiêu chuẩn của cổ? Dạ nếu về ngoại hình thì em ok rồi. Tròn không hí, cao 1m7, cao 1m7 vậy. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Em chỉ thích không uống thuốc thôi, với lại gia trưởng đó chị. Em có gia trưởng không? Với lại em dạ. Con trai miền Trung khó lắm chị. Ba mẹ cũng khó nữa. Ba mẹ em dễ lắm em ơi. Ừ. Hiện tại anh đang ế quá, ba mẹ rất là dễ. Cái điều mà em thích nhất ở người bạn gái là cái mẫu người nó như thế nào? Bạn gái cao trên 60, thích thể thao một xíu ạ. À. Chơi thể thao gì không em? Không, em có chơi gì vậy? Không. Em có chơi banh đũa không? Dạ, nhỏ có anh. Đúng rồi, cũng có thể thao rồi đó. Banh đũa cũng thể thao. Cái gì nữa? Cá tính một xíu, dạ. Có, cá tính. Dạ, ăn mặc phong cách với lại... Phong cách có luôn. Sống nghiêng về gia đình một xíu vậy. Có, dạ, ta rồi. Muốn thành phải thương dạ. Gia đình ta nữa, thấy không? Em không thích từ gò bó của bạn gái đâu. Kiểu kiểm soát rồi dạ, nhau đúng không? Dạ, phải tin tưởng đúng dạ, không? Đúng rồi. Chơi thể thao nhiều, em ví dụ em đi đá banh em dẫn bạn gái theo cổ vũ không? Dạ có chứ. Em chịu đi theo cổ vũ bạn trai không? Dạ đi chứ. Phải đi. Dạ. Đến qua coi rằng bạn gái sao nha. Dạ em chào. Ôi, anh chào em gái xinh đẹp. Tại sao em không thích đàn ông hói hí? Hói hí nhìn kỳ đúng không anh? Sau này đâu con kỳ. Con hí đó. Thí dụ như đàn ông mắt hai mí, đầu không có hói, ta nhậu nhẹt, ta bê tha, người ta bỏ vợ bỏ con, người ta đủ thứ hết trơn. Trong khi đàn ông hói hí, người ta giỏi, người ta chăm sóc vợ con. Em chọn nào? Em chọn hí. Thấy chưa? Quan trọng là chồng á dạ. Thương mình, còn hói hí thì cái chuyện đó chuyện của trời rồi. Làm sao để giảm hói hí được, thấy không? Dạ. Rồi đây, cưng sẽ hí, sẽ hói đó cưng. Rồi, cô gái rất là xinh đẹp. Chứ là đàn trai chịu đàn dạ. Gái rồi đó nha. Em đi với lại em gái với lại em rể của em. Em chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường ạ. Em là em rể của chị Hòa. Chị Hòa là một người khá vui vẻ. Yêu thương ba mẹ. Em hỏi anh xíu. Dạ. Anh ở Bình Định đúng không? Dạ đúng rồi. Em nghĩ cái vấn đề bỏ thuốc á, chị Hòa rất ghét. Thì nếu dạ. Mà hai người thương được nhau á, thì em nghĩ là anh nên bỏ thuốc đi. Giống như em cũng bỏ được rồi. Em được, thấy dạ. Anh này bên này cũng được chị Hòa. Cũng cao, cũng sạch sẽ, thể thao, nhìn cũng khá bảnh á. Bảnh hơn em á. Có hí không? Dạ, không hí. Như em để em hí đó. Nhưng mà chị Hòa không liên quan tới em. Dễ thương ấy. Anh trai nhớ đi bỏ thuốc đi nha. Dạ hôm nay em đi với anh trai của em, anh ruột của em á. Anh trai dạ, là trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Đi với anh trai mà còn hồi hộp hơn là cái em trai á. Tại vì ba mẹ dặn là đi sao để kiếm được vợ cho em mà. Tại mẹ làm mai chút mà không được, chờ sự mát tay của anh Quyền Linh với chị Cát Tường á. Đối với ba mẹ anh á thì vợ anh á còn được cưng chiều hơn anh mà. Em đừng có lo là ba mẹ là khó. Nên em bỏ qua cái chuyện mà làm dâu miền Trung là khó. Bên này anh thấy bấm được á, bấm liền luôn đi. Bấm liền luôn đi. Xin cảm ơn. Rồi. Bây giờ để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau nha. Mở rào. Đầu đi Sơn. Dạ. Chào em. Hôm nay anh tới chương trình có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Đây là trang phục của đội bóng của anh. Anh bắt em mặc trang phục không, luôn không? Nếu mà sau này hai đứa mình quen nhau thì em có thể mặc áo này đi cổ vũ. Cổ vũ từng một trận hai trận thôi. Dạ. Anh em tặng anh nè. Anh thấy đẹp không? Trời ơi tôi thấy nó không được đẹp lắm. Bánh này là bánh tự tay em làm á. Có đèn đen á. Gì ăn đi em, bánh dạ. Khác đó Cương, ăn dạ. Đi Cương. Anh thử rồi, ngon không? Bánh này bánh gì em? Dạ, bánh chuối nướng anh. Nướng hơi quá lửa. Dạ, nhưng mà ngon vậy. Ngon hả? Dạ, ngon cái gì cũng bạn ngon nữ hết trơn. Làm gì cũng ngon. Khác ăn ung thư đó, ngon cái gì.
Rồi, mình trò chuyện với nhau đi. Cảm nhận đầu tiên khi mình gặp mặt nhau như thế nào? Em thấy anh như thế nào? Anh khó mà. Anh khó hả? Anh dễ tính mà, khó gì đâu. Dạ, cái giọng anh nó hơi khó nghe nữa. Đúng rồi, giọng miền Trung, Bình Định thì nói khó nghe. Thì từ nếu mà em đi chơi anh nhiều thường xuyên thì nói dễ nghe. Không có đâu em. Tại em chưa tập với vợ anh cũng miền Trung, Bình Định nói cũng nghe khó vậy sao. Anh năm nay 32 tuổi hả? Đúng rồi, 32 tuổi. Ủa sao anh ế lâu vậy? Hiện tại là 2 năm anh chưa quen ai. Dạ. Anh được cái là thì trung tình lắm. Em thích thể thao. Dạ cũng thích. Thích nhưng mà cũng ít thôi à. Không có đi, không có coi nhiều. Dạ. Tại hồi xưa em làm bên công trình đó, nên cũng hay đi với mấy anh đi mấy cái hội thể thao đó, banh đồ này nọ. Em thì em thích con trai ga lăng chút xíu, cưng em chút, biết quan tâm. Dạ, và đừng có gia trưởng rồi. Và em nghe người ta nói là trai miền Trung gia trưởng lắm luôn. Anh trai út mà. Tại một vấn đề thì em nghĩ là mình cùng chia sẻ thì nó sẽ tốt hơn. Thì quan điểm tình yêu của anh á, thì thứ nhất á, là phải chia sẻ với nhau. Cái thuốc thì từ từ anh sẽ bỏ thôi, nếu mà hứa bao liền thì không được đâu. Nhiều lúc bỏ không được thì nó công em là hứa phải làm gì. Nhưng mà ít ra mình cũng phải có cái thiện chí nói đúng cho rồi, cô thì nghe. Em nói thì bỏ một thời gian nữa thì bỏ. Thời gian là bao lâu anh? Thì chắc cũng vài tháng đó em. Lỡ mà tới ví dụ 1, 2, 3, 4, 5 tháng gì đó anh không bỏ thuốc được thì không sao? Không bỏ, không cho hôn. Phụ nữ làm là hay gì đó. Tức là ông không bỏ là không cho hôn lần. Dạ. Là phải bỏ thôi. Còn bây giờ hiện tại bây giờ một ngày thì anh hút bao nhiêu gói thuốc à? Anh hút ít mà nửa gói à. Dạ. À, cũng không nhiều đâu. Anh nhậu nhiều không anh? Được 6 chai, 8 chai đó. 8 chai không, à? 6 chai thì cỡ anh 6 chai thôi. Dạ. 8 chai tại thì cũng... nhà em thì không ai biết nhậu hết trơn á. Nhà em thì em rể của em không biết nhậu, rồi ba mà em không ai biết nhậu hết trơn. Nhưng mà có một mình ông anh kế của em là ông biết nhậu. Mà ông lại nói với em là mày quen ai mà biết nhậu cho tao. Thì vậy thì... được rồi đó, có bạn nhậu cho anh rồi. Tại đây ông không thích ai nhậu với ông lắm. Thì đa số anh em thì chiều chiều gặp nhau thì xong giờ làm á, khách đồ xong hết rồi thì ngồi, một là đi đá bóng, hai là làm trai. Ngày mốt có người yêu phải dành thời gian cho người. Đúng yêu rồi, nó dạ. Khác à. Ví dụ sau này mình quen với nhau á, rồi Tết rồi về sau về anh em mình ở Bình Thuận là khoảng một năm là chia nhau một năm, như năm nay, năm trước là anh ở rồi. Năm nay anh sẽ về, năm tới là anh sẽ ở. Là năm ở năm về hả? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi ví dụ sau này mà ví dụ em lấy anh làm chồng rồi sau này rồi em muốn về nhà em rồi sao? Thì năm ở năm về đó. Ấy là thì Tết em phải về nhà anh chơi chứ. Em xây xe anh ơi, xây xe lắm luôn á. Không có đi xe nhỏ mà xe bên anh nhiều lắm. Dạ. À. Em rồi. Mời anh Nguyên Linh dừng bánh em làm. Cái gì vậy? Coi gì? Thôi. Coi chơi thôi. Tân bóng đi, đem trái bóng theo kìa, tân bóng tặng cổ dạ. Đi. Thì em đem bóng này thì em mời anh Nguyên Linh. Mời Nguyên Linh làm gì? À, em nhìn chứ. Giao lưu một xíu. Bánh không mời, mời bóng. Rồi. Cái gì? Điền bóng anh. Đá bóng giống như muốn đánh lộn vậy. Vô anh, chuyện em anh. Anh, đúng rồi anh. Anh. Tưởng gì? Sao đá bóng mà giống bóng vậy? Nhớ xưa quá à. Chơi như xưa vậy đó. Dễ thương quá. Giờ em qua người nha. Anh lách bên đây em qua người nha. Trời. Vậy mà cũng đá bóng. Được không? Dạ được anh, đá tốt của anh. Đá tốt không? Dạ thôi, xưa anh đá đội xã mà. đứng lên em trai. Mình đang, người ta đang cảm nhận mình hơi khó đó. Nắm tay nhau mình truyền một chút điện cho nhau đi. Hãy nói cho nhau nghe thật sự trong lòng mình bây giờ đang nghĩ cái gì. Rồi chúng ta quyết định về chỗ có bấm nút với nhau hay không. Cho một cơ hội để nắm tay để cảm nhận đó. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy đi. Thì anh cảm nhận em rất xinh. Dạ em cảm ơn. Ai làm gì làm. Vậy thôi đó hả? Rồi cái ông kia người ta đang, ông Mai kỳ cục, người ta đang tới cái đoạn quan trọng rồi, ông đi đâu vậy? Đi đâu vậy anh Linh? À. Nước mắt thì anh nghi vọng thì... Gì vậy? Đi đâu vậy? Bánh khác. Ủa bánh em có vấn đề hả cưng? Không, em làm mới làm xong sáng nay luôn á. Em làm kỹ lắm luôn á. Sao anh ăn xong rồi anh đi xuống sân khấu luôn vậy? Anh nướng hả? Dạ em nướng. Okay. Nhưng mà tại lúc sáng ok. Em tại sáng em cũng đang luôn buôn khách quá trời rồi. Hèn chi. Thôi bỏ qua vô bánh đi. Vô chuyện ấy đi ha. Thôi xong hết rồi. Rồi xong rồi hả?
có cái duyên chúng ta mới gặp nhau tại đây trên sân khấu, bạn muốn hẹn hò. Tuy nhiên có là cái nợ hay không là ăn thua cái nút bấm của các bạn. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, chứ không phải bấm nút chỉ để là uống cà phê hay là nói chuyện dăm ba câu. Cho nên hãy suy nghĩ thật kỹ, bởi vì rất nhiều người đang theo dõi mình. Mình bấm nút là mình trao cái duyên mình cho người đối phương. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Sao em gái không bấm? Lý do? Em bấm rồi mà. Hả? Em có bấm mà. Có bấm hả? Nắm tay nhau đi hai bạn. Có bấm nhưng mà hơi khét. Chúc mừng hai bạn nha. Nói chút xíu với gia đình đi. Thì em hứa thì sẽ quan tâm bạn gái nhiều hơn. Chắc em mò thuốc. Dạ. Rồi, hôn bạn gái đi. Rồi, những chiếc vé xem phim để có không gian lãng mạn hơn, để tìm hiểu nhau nhiều hơn nha. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Gửi tặng hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng, đến từ Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Chiếc TV này sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Yeah. Rồi, mời hai bạn. Xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Sao nói với anh Quyền Linh vậy? Tức là hình ảnh của em là không phải Quyền Linh đúng không? Cái gì vậy? À, xin mời bên đàn gái. Chào cưng, ngồi đi cưng. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em. Rồi, bây giờ nè, mình giới thiệu về bản thân chút xíu đi nào. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Tu Quyền, hiện tại thì 25 tuổi. Hiện tại đang kinh doanh spa tại Thủ Đức. Rồi, mời bạn trai. Vâng, đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân, bạn trai phía bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tuấn Nam, năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai và công việc của em tại là nhân viên kỹ thuật cho một công ty sản xuất nhà thép tiền chế. Quyền, em nói một chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em. Em thì có những cái ưu điểm thì nói năng rất là hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình và cảm thấy rất yêu thích làm đẹp. Anh bên kia có thích làm đẹp không ạ? Trời, anh rất là thích luôn á. Nên vậy là anh nghĩ là mình rất là hợp với nhau rồi. Mặc dù là chưa nhìn thấy mặt nhau thôi. Dạ vâng, nếu như mà có cơ hội thì em sẽ chăm sóc anh ạ. Trời ơi, hay quá nhỉ. Rồi còn điểm yếu là gì à, Quyền? Dạ, điểm yếu thì bình thường á là em không có ngại đâu. Nhưng mà đến khi mà em có cái nói hay là những cười nhiều hoặc nói nhiều thì hơi có gương mặt mình hơi đỏ. Là đối tượng sẽ chọc em ngại luôn. Và... nhớ nha bạn Nam. Vâng, mở rào ra là chọc sao mặt đỏ lên, càng đỏ càng yêu. Không phải đâu, nhưng mà em mặt mà khi ngại cũng đỏ, em sợ bạn nữ chọc lại. Hai người mặt đỏ hả? Dạ. Em có cái sở đoản gì không? Em thì lúc nhỏ thì đam mê là ca sĩ, nhưng mà gia đình thì mong muốn làm bác sĩ. Còn cuộc đời thì đưa đẩy muốn làm spa. Mà hát hay không? Biết hát. Hát không hay. Hát không hay nhưng mà dạ, là thích hát. Không hát không hay. Thì đi làm spa đúng rồi. Chứ bây giờ mình thích hát, hát không hay thì sao làm ca sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi em hát tặng bên đàn trai một đoạn nào đó coi em. Em sẽ tặng một đoạn ngắn gọn thôi nha anh. Cho dù em hát không hay nhưng mà chịu khó nghe. Anh ơi đi đâu hãy đến cầm tay em đi. Đến nơi chẳng ai biết ta là ai tên chi. Cao nguyên xa xôi hay là về nơi đồng xanh, chỉ cần là có anh. Rồi, chỉ cần là có anh thôi nha. Anh thấy giọng hát cũng ổn lắm á. Vâng. Dạ, làm ca sĩ được không anh? Làm spa được lắm luôn á. Bạn trai ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ ưu điểm của em là em hòa đồng, vui vẻ với cả mọi người, thích nghi tốt trong mọi hoàn cảnh. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm mà em thấy là lớn nhất và em cũng đang dần khắc phục bây giờ, nó là cái
nhút nhát trước đám đông. Nhút nhát đám đông. Thực sự là mỗi lần trước đám đông thì mặt đỏ ra bắt đầu. Thôi là... đâu nhút nhát thì em hát dạ, tự nhiên em quên nhút nhát thôi. Dạ, vâng. Rồi đáp lại bạn gái luôn, hát câu đó nào. Và đáp lại phía bên bạn gái mình cũng xin gửi tới một số đoạn trong ca khúc. Người yêu dấu hỡi, em mãi là mặt trời, gạt đi bóng tối xót xa cho cuộc đời anh. Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau anh mãi đợi, vì anh biết rằng con đường hạnh phúc là đây. Rồi, ngọt ngào đấy. Có thể hai bên bổ sung bên kia làm đẹp, bên đây hướng dẫn lời hát ha. Rồi em sao? Rồi lý do tại sao em lại có mặt ở chương trình này? Tình yêu của em sao rồi? Khi mà Tết thì em hay về. Những người ở quê thì lớn tuổi rồi, cứ nói là năm nào cũng về nhưng mà chả thấy dắt. Nhưng mà em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Một mối tình cách đây bao nhiêu lâu? Em cách đây thì đã 3-4 năm rồi. Tức là yêu được bao nhiêu lâu thì là chia tay? Mối tình đó thì cũng được 3-4 năm. 3-4 năm, vậy là từ thuở học sinh đúng không? Dạ từ 3-4 năm, lý do chia tay? Lý do chia tay thì nếu về tình yêu nghiêm túc thì em rất là nghiêm túc. Nhưng mà đến cái độ tuổi đó thì nếu mà lập gia đình thì không có, còn chưa vững. Nên là bạn đó cũng lập bên gia đình nên là hai người cũng... Rồi thôi, bất đồng quan điểm đúng không? Bất đồng quan điểm rồi sau đó là sẽ ngưng. Vậy là 3-4 năm rồi chưa có mối tình nào khác? Dạ vâng. Hy vọng là bữa nay xong là có mối tình tiếp ha. Dạ. Và anh cũng không ngại khi mà cùng em đi về Bình Định đâu. Ta chưa yêu cầu mà. Anh có ngại xa không anh ơi? Đó thì anh nói trước vậy đó, anh không có ngại đâu. Nên là ví dụ như cuối năm mà em muốn có người về chung thì anh sẵn sàng. Nhưng mà rước dâu thì hơi xa đó. Trời ơi, chưa gì nghĩ tới chuyện đó luôn nữa hả? Vậy hồi tôi với ông hỏi chi nữa Linh? Được. Thôi cho bấm nút cho rồi luôn đi. Rước dâu tới Bình Định ăn em hả? Em ở huyện nào vậy em gái? Dạ em ở huyện Vùng Mỹ. À, không chứ cũng không xa cái mấy đâu. Dạ. Rồi, bạn nam. Dạ thì... Bạn có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối tình? Dạ, và mối tình gần nhất cách đây cũng khoảng 2 năm rồi. Yêu mấy năm? Như 1 năm ạ. 1 năm? Dạ vâng. Tại sao lại chia tay? Dạ thì đó thì bạn gái cũng ra Hà Nội với cả 1 tháng sau thì bạn cũng công khai người yêu mới. Thế là thôi em cũng rút lui. Tức là người ta đi trước mình một bước đúng không? Dạ vâng. Em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào bạn gái? Dạ, em thì không có nhiều yêu cầu lắm đâu anh. Chỉ bụng không bự nè, tóc không xăn, đầu không hói. Sao nói với anh Quyền Linh vậy? Tức là hình ảnh của em là không phải anh Quyền Linh đúng không? Cái gì vậy? Rồi để anh kiểm tra đây coi sao nha. Trời không ơi. Hút thuốc nữa nha anh. Anh bên kia có hút thuốc không ạ? Hút không? Anh không. Cao bao nhiêu? Có muốn đàn ông cao không? Dạ cao hơn em phải 1m65 trở lên. Em, nhìn anh coi có quăng không? Trời, không tóc anh đẹp lắm anh. Có hói không? Dạ không hói luôn. Bụng có bự không? Bụng thì em chưa biết. Bạn bên đây là nói chung là những cái gì em đưa ra thì mọi thứ có chút chút. Ủa gì đó hả cưng? Trời chết rồi. Tóc có quăng quăng. Để tôi coi. Sao thành nghệ sĩ anh ạ? À? Đầu có chút chút chuẩn bị có hơi hướng hói. Dạ em chào chị ạ. À. Dạ. Tóc anh có xoăn không anh? Tóc anh có một xíu. Không có xoăn, cái này gọi là nếp. Tóc có nếp. Rồi bụng không có ha? Bụng tất nhiên là không. Tóc không hề hói không, nói chung là những cái gì mà em không muốn là đây không có. Anh Linh đánh lừa em thôi. Em hình dung cái bạn gái bên đây thì sao? Có em có tưởng tượng là khi nghe giọng nói, cái cách nói chuyện nãy giờ thì em có thấy giống cái hình mẫu mà em suy nghĩ trong đầu không? Em nghĩ đây là bạn gái rất là lanh lợi, rất chủ động. Còn về hình mẫu thì em không có hình mẫu nào chung chung cả, bởi vì mỗi hình mẫu đều có một cái nét đẹp riêng. 30 tuổi rồi em cũng chẳng có yêu cầu gì cao và chỉ cần là con gái là được. Chỉ cần là con gái thôi. Em có miếng nào đàn ông trong người không vậy? Dạ không chị. Con gái thuần chủng. Đó như vậy là đáp ứng đủ 100% tiêu chí của em rồi. Em không thích gì ở bạn gái? Em không thích đầu tiên đó là tính lăng nhăng rồi. Thứ hai đó là ở lăng nhăng hay là cằn nhằn? Lăng nhăng. Lăng nhăng, có lăng nhăng không vậy? Dạ không luôn anh. Em cũng sợ lắm anh. Mà rối quá rồi đây anh. Đây là chị, đây là chị. Ừ. Rối quá. Rồi gì nữa nè? Dạ, không thích cái gì nữa nè? Hai nữa là ở dơ. Có ở dơ không? Em là chuyên sạch sẽ luôn. Có kỹ tính kỹ càng không? Dạ cũng kỹ tính lắm. Em ơi em đưa ra yêu cầu anh thấy không hay rồi đó. Phụ nữ không bao giờ ở dơ trên. Bừa bộn, thôi nói chứ bừa bộn đi. Hơi bừa bộn chút thì có. Ông muốn hỏi han gì bên đàn gái tôi không? Không cần hỏi, đàn gái đẹp rồi.
Không. Tôi thấy đàn gái là dễ thương rồi đó. Bây giờ ông hỏi coi là ví dụ như giờ với cái mẫu người bên đây là đàn gái tôi là ông nhắm là ưng bao nhiêu phần trăm? Tôi ưng 100% rồi, tôi thấy có đàn trai tôi chịu đàn gái chắc chắn rồi, tôi khỏi còn hỏi gì hết. Bây giờ tôi hỏi ý kiến người thân thôi rồi tôi mở rào cho hai bên gặp mặt. Bên bạn trai đi, bạn đi với ai? Đây em đi với mẹ em và anh họ. À rồi, sao cô? Có mẹ đi nữa đó. Diễn chưa cô? Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào ông Mai Quyền Linh và mối Hồng Vân. Dạ. Hôm nay chương trình tổ chức thì gia đình rất là vui, vinh dự là được tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuấn Nam là một người sống rất là tình cảm. Thế còn bạn gái bên này thì mẹ thấy cũng rất là xinh, trông cũng rất là năng động, nhanh nhẹn. Thì tôi mẹ muốn hai con là đến chương trình này là một cái duyên, thì các con cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Nếu như mà các con mà tiến xa được hơn nữa là một cái niềm vui đối với gia đình. Dạ, thì không cảm biết, ơn cô. Không biết sao nhưng cảm nhận nè, cảm nhận á là đây là một người phụ nữ rất là hiền, nhân ái đó. Nhân ái, thương con. Gương mặt là rất là có hậu luôn á. Nếu mà chúng mà bấm nút á là nhỏ này hơn nè, đúng không? Đúng. Bây giờ mình hỏi đàn gái coi. Em đi với ai nè? Dạ, em đi với hai cô bạn thân rất là xinh đẹp. Hai cô bạn. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ. Em xin chào anh ạ, và cũng như là chào đàn trai bên kia ạ. Dạ, em xin nhận xét về đàn trai bên này thì em thấy là anh này dạ rất là được ạ, công việc ổn định ạ. Dạ, còn đối với bạn em thì Quyền là một người sống rất là tình cảm. Và điều quan trọng là bạn không thích lăng nhăng, thích người chung thủy. Nên là em nghĩ là hai bạn rất là hợp. Điều em chỉ muốn nói là anh ơi hãy giải thoát ế cho bạn em. Trời, tội nghiệp nhỏ mới 25 mà ế cái gì rồi hả cô? Thôi bây giờ mở rào đi. Mở rào đi. Nha. Mở rào. Chào em. Đây, thế thì nay đến chương trình thì anh xin tặng em một bó hoa và một món quà mà... Em cũng có quà để tặng anh. Quà đi, cho có một cái sự liên kết coi nè, coi như là ý nghĩa của món quà nè. Là món quà mà em muốn tặng anh đó là hương nước hoa. Nên là em rất thích mùi này, nếu như mà anh chỉ cần xịt thôi là để được cuốn hút đối phương rồi ạ. Chỉ cần xịt thôi. Trời, chỉ cần xịt là cuốn hút đối phương hả? Rồi, anh cảm ơn em. Với lại là em không thích bạn nam mà hơi có râu, để râu. Kiểu để râu nhìn nó hơi già đi. Rồi, anh cũng không thích vậy. Dạ, em có tiện thể ở trong là có voucher chiệt râu miễn phí cho anh. Nếu như anh có cơ hội để ghé em. Đó, ok em. Và cái lọ nước hoa này anh sẽ chỉ sử dụng khi mà chúng ta hẹn hò nhau thôi. Dạ đúng rồi. Lãng mạn quá. Rồi mở bên đây coi cưng. Mở quà bên đây coi là gì nè. Dạ vâng, cái này em tặng bạn một cái đèn ngủ. Cái đèn ngủ khá là cute. Đâu cầm lên coi em. Cầm lên coi, cầm theo mọi người coi nào. Anh mong muốn... Cái đèn ngủ nhìn muốn ngủ liền á. Dạ đúng. Cái món quà này thì có thể sẽ giúp em trong cái giấc ngủ được ngon hơn. Và nếu có thể nữa thì anh cho phép em mơ về anh. Trời ơi. Rồi còn hoa hồng làm sao? Ý muốn gì trong đây đây? Dạ, bao nhiêu bông vậy? Hoa hồng tự trưng cho tình yêu rồi. Và cái này 30 bông đúng bằng cái số tuổi của anh đó. Và hy vọng rằng em sẽ giải thoát ế cho anh. Nhà đứa lạnh ế lắm rồi gặp nhà cứ giải thoát ế không. Em nhìn áo sơ mi màu trắng là em có cảm tình rồi. Tại vì em rất thích bạn nam mặc áo sơ mi trắng. Anh có cảm nhận gì về em không? Có cái suy nghĩ đầu tiên mà anh nghĩ về em đó là anh đã nghĩ sau này đám cưới chúng ta làm bao nhiêu mâm. Mời những ai. Liền luôn rồi. Cái ấn tượng đầu tiên là em rất là dễ thương. Nhìn năng động, nhanh nhẹn và anh rất thích. Ánh mắt đầu tiên mà nhìn thấy cái ấn tượng đầu tiên là anh cảm thấy là thích rồi. Thì công việc em ở đấy chắc là cũng thoải mái đúng không? Vất vả lắm không? Nói chung thì công việc thì không có gì mà vất vả. Nhưng mà thời gian của em thì nó hơi bị gò bó. Tại vì thời gian thì nó không có thời gian rảnh. Thì bình thường anh một tuần anh rảnh vào... Thường là anh sẽ rảnh vào buổi tối. Sau này chúng ta có hẹn hò thì anh có thể sắp xếp được thời gian. Miễn là sao nó tiện cho em là được. Một tuần chúng ta có thể gặp nhau mấy lần. Thì cái đấy là cái em cái định đi thì anh lúc nào cũng buổi tối cũng rảnh mà. Anh sẵn sàng chạy lên đây. Hiện tại là anh đang làm ở Đồng Nai đúng không hay sao? Anh làm ở Biên Hòa. Em ở Thủ Đức thì hơi xa, đi lên rất là xa luôn. Đâu có đâu. Đâu, anh thấy bình thường mà. Đâu, Thủ Đức với lại gần không ông? Sát bên. Gần luôn ạ. Sát bên mà.
Đây là cái việc mà khoảng cách thì em không cần phải lo đâu, cứ để đó anh lo rồi. Anh nói không có con đường nào xa, chỉ có khoảng cách giữa con tim với con tim xa thôi. Còn á, nếu mà hai con tim nó đồng dạng, đã hiểu nhau thì không có con đường nào xa hết. Ủa con sao tim... Linh hay quá vậy? Linh hay vậy? Linh giống như là phóng viên báo mực tím vậy đó. Trời ơi. Nếu mà sau này ví dụ có tiến tới được với nhau thì em có thể chuyển về dưới này và mở luôn tiệm ở nhà được. Có làm dâu không? Có làm dâu không anh? Thì bây giờ thì anh đang sống với ba mẹ, thì em có ngại việc làm dâu không? Làm dâu thì em không ngại, nhưng mà em có một cái ưu điểm là em muốn cái người đàn ông với mình á là yêu thương ba mẹ của mình nhiều hơn. Và thay vì đó em yêu thương ba mẹ của anh Minh đó thì giống như là yêu thương ba mẹ mình. Nên là em muốn, quan trọng là người tình cảm thôi. Anh có dự tính là cái mối tình liền nghiêm túc để tới hôn nhân hay không? Anh tại có vì... chứ. Nếu mà không, nếu một mối tình thì anh đâu có lên đây để kiếm một người bạn đời như này. Tại vì em rất là ghét lăng nhăng. Ví dụ như anh rất là rảnh buổi tối đúng không? Buổi tối thì có thể là lâu lâu anh lên chơi với em, còn buổi sau ở dưới Biên Hòa Đồng Nai có thể chơi với cô khác. Thì nghĩ đó là, nói chung là thời hiện đại, nhưng mà cái đó không ai biết được. Có thể tắt nguồn và chơi thoải mái. Hỏi đi coi có ghen không? Dạ. Thấy cái mồi này dạ. Có bộ ghen à nghe. Ghen à? Dạ, em không có ghen đâu chị, em rất là thoải mái. Không có ghen, nhưng mà kiểu như là không thích kiểu người lăng nhăng. Tại vì nếu như mà đã lăng nhăng rồi á, đã có máu lăng nhăng rồi á, là tự khắc nó sẽ lòi ra thôi, chứ em không có điều tra, em cũng không thích điều tra, cũng đúng không rồi, thích lăng nhăng. Giờ cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra đúng không? Dạ đúng rồi. Em yên tâm đi, anh tới đây với một cái sự chân thành, muốn kiếm một người mà sau này có thể đi cùng anh tới những đoạn đường còn lại. Và bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta cảm nhận, nhắm mắt lại, cảm nhận xem đối phương có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu thật sự rung động hãy bấm, còn không thì không cần bấm ha. Quyết định là của các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3. Rồi, chúc mừng hai, chúng ta có thể nắm tay được. Các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau trong sự chứng kiến của gia đình. Và tôi tin chắc rằng ở trên truyền hình cũng có nhà bạn gái đang xem. Bây giờ bạn trai nói gì với gia đình bạn gái đi. Xin phép là hôm nay bắt đầu tụi con hẹn hò với nhau và con hứa cái gì đó. Vâng, thưa cô chú thì nay gặp được em Quyền ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì con cảm thấy rất là có duyên với nhau. Và nếu như được sự cho phép đồng ý của cô chú thì con sẽ tiếp tục mối quan hệ này và sẽ tiến xa hơn nếu được. Bạn gái, có mẹ bạn trai đó nói gì đi. Dạ, chào cô ạ. Con thì con thấy cô con rất là mến, và nhìn cảm giác như thế thì con muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, nên sau này ví dụ như có tới được với nhau thì con cũng muốn hai bên tạo sự mối quan hệ hòa hợp với nhau, tại vì gia đình của con cũng rất là dễ thích. Cô cũng rất là mong hai con sau này mà đến được với nhau ấy, thì mẹ mong là mẹ có dâu hiền và Tuấn Nam phải có vợ Thảo. Cảm ơn chương trình. Rất hy vọng là như vậy. Con hiền lắm cô. Đây là món quà của anh là... Chưa hôn. Hả? Chưa hôn. Thấy chưa? Chưa hôn. Thôi hôn đi. Đấy. Anh hôn em một cái. Sau này anh cho phép em hôn lại em một cái. Trời ơi, hôn kêu luôn.